nhà đấy đi. Đồ gỗ đồ thờ Thành Quyên xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2020. Tại cơ sở đồ gỗ Thành Quyên, rất vinh dự được gia đình bác Khải đã về đặt lô hàng bàn thờ. Gia đình bác ở Hà Nội. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều các mặt hàng cuốn thư câu đối, đại tử. Vậy ai có nhu cầu xin liên hệ có số điện thoại 0398949884 hoặc đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ Thành Quyên tại khu công nghiệp La Xuyên Vàng, Yên Ninh, Yên Nam Định. Xin chân thành cảm ơn.